Mùi ơi, tự nhiên mẹ đói bụng quá Mùi ơi. Dạ, về để đi dụng đồ đi mẹ. Mình đi kiếm đồ ăn đó luôn. Đối diện mẹ có cái gì kìa. À, qua, đối diện mẹ có cái gì nè. Trời ơi, ở chưa kịp mới nhìn thấy ở lớp mà hót đót xong khói mười hót đót xong khói nha. Xuống đi tìm tiếp anh ơi. Wow, quá gì gì đây 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 nè. Wow, cây kem. Wow, cây chuối mọc lên cây kem, màu cây chuối luôn, cây kem màu cây chuối luôn, hay quá trời luôn. Cây kem chuối mày thấy được cái gì? Con gấu nè. Con gấu ngay cây cao, chắc là kẹo cao rồi. Con gấu luôn, kẹo con gấu. Mà kia có cái gì kìa mẹ? Đi qua cầu hả mồi? Cha, để lên được không? Ui cái gì? Con kẹo đồng xu nè. Wow, có con kẹo đồng xu. Wow, con kẹo đồng xu thiệt là to bự khổng lồ luôn các bạn ơi. Yeah, ngon lắm luôn á nha. Mùi phát hiện tiếp. Kẹo lạnh dưa hấu. Kẹo lạnh dưa hấu. Ten. Qua cầu nữa hả mùi? Ê, mày phát hiện tiếp. Từ không qua cầu rồi nó qua luôn. Con gì? Con gấu. Wow, trong vườn mà nhà có con gấu chết rồi. Mẹ ơi, quá trời bên kia kìa. Wow, quá trời bên kia, đi qua cầu. Con muốn qua cầu nào? Cầu này được không? Cầu này đi được không? Nhanh lên. Wow, được cái gì mùi? Con gấu. Bỏ vô đây luôn. Trời ơi. Một hộp kẹo con gấu nữa nha. Và một hộp kẹo chua nha. Đè chua chét luôn. Rồi mùi phát hiện nữa. Đốt bàn tay lại gì? Mẹ đâu biết đâu, con lấy rồi con đố mẹ. Kẹo nữa chứ gì? Cây. Kẹo que, kẹo múc. Wow, hai cái kẹo múc gì luôn. Cái này nè, nó kẹo có hơi dễ được các bạn. Gì vậy mùi? Kẹo mà sao viết? Trời ơi, mùi vẽ luôn. Lâu rồi mẹ, tới mẹ thử. Ủa, sao mẹ ra màu gì vậy? Mẹ ra màu tím. Kẹo của mẹ màu tím. Cái viết của mẹ màu tím, viết của mũi màu hồng. Rồi bỏ vô. Chén là phẩm của mình đi về thôi. Về mình thưởng thức thôi. Quá đi mũi tèn. Mẹ phát hiện được cái gì nữa nè? Một cái ổ khóa màu vàng. Mũi phát hiện nữa. Một cái. Hai cái. Dữ vàng quá. Ba cái luôn. Đâu để mẹ kiểm tra. Đây là kẹo xoài lột vỏ quýt khô các bạn ơi. Còn đây là bánh tráng trộn ngũ sắc nè. Và đây là kẹo con gấu sô-cô-la ngũ sắc luôn. Hay quá à. Mùi ơi, mẹ thấy. Tàn. Nè. Ui giời ơi. Đem mắt kính mùi ơi. Mùi thấy gì vậy? Kèo khủng long. Wow. Rồi. Đi thôi. Về wow. Thôi. Về đó. Wow, mùi cũng có mắt kính. Mùi cũng có mắt kính. Mùi đeo vô rồi được không? Hello, tôi là Hello, tôi là zombie. Rồi về thưởng thức thôi. Wow. Ôi là hơi. Xong rồi cho mùi đâu rồi, mùi. Mùi đâu hả? Mùi lạc đây. Thưởng thức nhanh lên. Mời mùi ngồi ghế. Con không biết ngồi ghế, con ngồi đây. Mẹ cũng vậy. Rồi bây giờ mình thưởng thức gì chứ? Mẹ ăn bánh tráng trộn ngũ sắc à. Cái này chỉ là cái dép thôi đúng không? Đúng. Thật ra nó là có kẹo nữa. Wow, có kẹo bên trong đó hả? Ôi, đi mẹ thử cái dép của mẹ. Wow, thiệt, có kẹo bên trong các bạn ơi. Nhưng mà mẹ không thích ăn kẹo, mẹ thích ăn bánh tráng. Ôi, con gì mũi? Con ong nó đánh hơi có mùi kẹo ngọt, cái nó bơi tới mình luôn. Đây, mở kẹo ổ khóa nha. Mình có cái chỗ mở này các bạn. Đó, mở ra. Wow. Đây, có cục kẹo. Có cục kẹo trong cái ổ khóa luôn mùi ơi, hay quá. Hay cái quá. Cái gì vậy mùi? Sao có con ong nó bê bê? Có con ong nó bê bê, mùi ăn kẹo xoài không? Ủa nó đậu đầu mẹ sao vậy? Hả? Tại sao? Trời ơi, giờ mùi ăn gì mà chị? Bánh tráng. Đâu bánh tráng đâu? Bánh tráng đi mẹ, cũng chịu bánh tráng. Bánh tráng đâu đó, ai thấy bánh tráng cho 10 điểm.
Ai thấy đồ bình bánh sáng cho 10 nữa. Cho 10 ngàn đi. Ừ, cho 10 ngàn. Tao nó gói cái đất nhà. Kỳ quá à. Bây giờ được mỗi mỗi ngàn, được bánh sáng với hot dog quỳ ăn cái nào? Bánh tráng. Vậy mẹ ăn hot dog. Rồi mời các bạn ăn hot dog xong khói. Quá ngon quá. Ui ui. Ngon mọi. Ngon. Rồi nè. Ừ, cho mọi làm đói. Đói. Rồi bây giờ mình sẽ ăn bánh táo tàu ngũ sắc nha các bạn. Có ông nó đậu lên mẹ luôn rồi. Cái gì vậy? Ôi mời các bạn nha. Ông sao? Ông nó cho tôi miếng coi, cho tôi miếng coi ăn nhiều dữ vậy. Đang đúng luôn nè. Mỗi mỗi đâu rồi? Bùm. Mỗi mỗi ba gấu con thích con gấu nào? Thích con gấu này. Hay vậy? Con gấu này đẹp mà không thích. Con gấu này ăn ngon hơn. Ừ, để mắt kính vô mới được. Để mắt kính không thấy được, để mắt kính không thấy được. Bởi vậy mới không thấy giường. Cái gì vậy? Ai ăn để về đây? Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái gì muội? Đang suy nghĩ, mình đang suy nghĩ. Bánh gấu phải không? Bánh gấu panda nha. Hay là kẹo sô cô la đồng tiền? Muội làm gì muốn xoay 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 vòng vòng muối. Hả? Giờ muội sẽ tiếp tục thưởng thức bánh gấu panda hay là sô cô la đồng tiền, nhanh lên. Muội thích kẹo chua hả? Rồi ăn đi. Muội thích ăn cái gì muội ăn cái đó. Ai nhịn kẹo chua được lâu hơn người đó chiến thắng nha. Đúng, ai nhịn được lâu hơn người đó chiến thắng. Mẹ không ăn. Không, bây giờ là muội nhịn được quá 1 phút 30 giây là muội sẽ chiến thắng. Nghe muội. Dạ. Ôi con ong. Con ong nó rượt mẹ nãy giờ luôn nè muội. Mẹ ơi, mẹ ơi, con ăn làm đổ bánh tráng rồi. Ai? Ai con ong á hả? Con ong á làm rớt bánh tráng á hả? Không phải là con. Con á hả? Con làm á hả? Mẹ tưởng con làm mà con đổ thừa con ong chứ, mẹ hỏi thử vậy thôi. Mùi có dám nhận tội của mùi không? Bỏ rác đó luôn. Ừ. Ở đây ong quá trời luôn. Cô ra luôn. Let's go. Let's go. Rồi cô ba chưa? Ăn đi con, ăn đi. Bây giờ á muội ăn kẹo chua. Ăn chưa, ăn chưa? Ngậm vô chưa? Trời chết rồi, ngậm rồi ngồi đó luôn đi, im lặng nha. Bây giờ mẹ muội mở giùm mẹ này đi muội. Mẹ sẽ ăn kẹo lạnh dưa hấu. Mẹ thích con ăn nó bay qua con. Ông nó bay qua muội á hả? Rồi xong. Xong một cái viên kẹo. Cô ba ơi, lẹ lên, lẹ lên. Nó nghe nè. Nó đậu lên đầu mẹ rồi kìa. Tại con ong nãy giờ nó cứ ve 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 hoài. Mở vô cái hộp kẹo lạnh coi. Trời ơi, ong. Kệ nó đi, kệ nó đi. Mở giùm hộp kẹo lạnh đi cậu ba. Để con. Trời ơi, đó, mổ xé giùm mẹ đi. Ăn thử một viên kẹo lạnh. Thôi, một viên thôi. Viên thôi, ăn nhiều quá là ngọt lắm luôn á. Nó cho cậu ba ăn đi. Kẹo lạnh. Con ong mới đậu lên tay con. Có hai màu nha các bạn, màu hồng ở trên, màu trắng ở dưới. Mùi ơi, ăn gì vậy mùi? Mùi ăn kẹo lạnh luôn. Mùi bị chua quá, mùi nhả con kẹo chua kìa cậu ba, rớt ngay gốc dừa. Cậu ba có muốn thưởng thức gì không? Mùi với mẹ mới đi nhặt về quá trời luôn. Ăn bánh tráng cũng sắc. Trời ơi, đã không? Ngon chưa? Sao mụi cho biết cảm giác làm sao khi đi nhặt kẹo quá trời được? Mụi cảm giác ăn kẹo này rất rất chua. Mụi cảm giác ăn kẹo này rất chua các bạn ơi. Còn nữa, còn trong nữa, cái hộp này, cái cậu bé nước chì xin á, sao con cảm thấy nó ăn quá trời, nãy giờ không tan luôn nên con. Cái kẹo bút chì xin ăn lâu tan phải không? Ăn nó cứng hoài phải không? Ó, ăn bánh á, bánh cấu trúc của cậu ba kìa, ngon không? Sao cảm giác thế nào?
ai da, cái gai đâm đít. Đâu 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 đâu, cái gai nào đâm cái mông muội đâu? Quá trời, trời ơi, tự nhiên ngồi đây, ngồi xích ngoài này nè. Em nó ngồi xích ngoài này, em ngồi vô tông đây. Thôi ngồi qua gốc dừa đi, đúng rồi. Hay quá. Cảm giác thật là thoải mái. Bùm. Cảm giác thật là vô món. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Giờ con sẽ ăn bánh tráng. Ừ, ăn đi. Bánh tráng của Phát đi. Ông. Mụi ăn cái gì ăn chứ không qua bánh tráng, mụi mụi không bỏ bánh tráng được. Ôi mà hãy là con không thấy. Mụi kiểm tra, ủa cậu ba kiểm tra, cậu ba kiểm tra coi nãy giờ mụi ăn gì. Mụi ăn gì, mụi ăn gì. Ừ, sao đứng ở đây ông quá trời luôn. Bờ bên kia thì kiến vàng, bờ bên này thì ông. Thôi. Mắt cấu trúc mụi ơi. Còn con gấu, ủa còn cái mắt kính của mụi đâu? Đây. Kính mụi mụi là con gì vậy? Gấu trúc hả? Con ong kiểu cho miếng đi. Cho bé miếng đi mà. À. Cho miếng đi. À không không. Ong kiểu cho bé miếng đi, không cho bé bé que hoài luôn á. Bé đứng hoài. Ăn đi cậu ba. Quen ghê. Quất phu, kẹo xoài lục vỏ. Cậu ba. Cậu ba không biết lục vỏ đâu, để con chỉ cho. Cậu ba không lục vỏ được, bây giờ mình sẽ chỉ cậu ba lục. Đâu có, cậu ba để mụi chỉ mụi cậu ba cách ăn cục kẹo này. Đúng rồi. Đó, đầu tiên là mình xé cái vỏ kẹo ra. Xé cái vỏ kẹo ra, sau đó là lấy quả xoài ra. Đó, nhìn kìa, lấy quả xoài ra rồi sao nó mụi. Sau đó là mình lột vỏ. Và mụi hướng dẫn cậu ba ăn nè. Lột vỏ nè. Lột vỏ rồi sao nữa? Đó, có cái ruột ở trong. Đó, thấy chưa? Ghê rồi chưa? Sao? Rồi sao nữa con? Ăn luôn cái vỏ. Rồi sao nữa con? Cái ruột đưa cho cậu ba hả? Rồi sao nữa? Tiếp theo, đến tiếp đến. Cái ruột đưa đó là cách ăn kẹo xoài của mụi. Chắc cậu ba chưa hiểu không? Con hướng dẫn nữa. Cậu ba không có hiểu, mụi hướng dẫn là lần thứ hai đi hết kẹo luôn. Mụi hướng dẫn xong cậu ba hết kẹo luôn. Cái này vỏ cứng quá dục luôn. Kỳ vậy. Mụi nó kỳ. Vô lòng vỏ ra dục luôn cục kẹo không ta. Rồi rớt luôn. Không kẹo nữa sớm nó rớt. Cậu ba ăn đi. Mụi ăn bánh tráng nữa hả mụi. Tráng ngon mà. Thôi bye bye hai cậu cháu nha. Ba chạm biệt. Ôi ngon quá là ngon. Một miếng vô mồm là tan ngay. Ngon ngon. Mùi ăn. Mùi ngồi mùi ăn luôn. Mùi thưởng thức đã luôn. Không. Bye bye.